Đây mình đang cung cấp phân bổ sung cho cái vườn nho mẫu đơn của mình nó đang ra hoa ấy. Đấy. Cái giai đoạn cây đang hoa ấy. Nên mình nó cần rất là nhiều dinh dưỡng. Trên ngoài cái phân mình đã bón trước đó, cái này trong năm rồi để cho nó phân hóa mầm hoa đấy. Mình bón đầy đủ rồi, nhưng giai đoạn này cũng vẫn cần để bổ sung thêm. Mình lúc giai đoạn này mình nên bón những cái phân cao cấp, nó hòa tan hoàn toàn này trong hệ thống tưới ấy. Đấy, để mình cây nó hút nhanh. Đây, mình pha nhưng mà nó tan gần như là hết, nó chỉ việc tưới nó chỉ để còn lại một chút xíu cặn không đáng kể trong cái hệ thống tưới này thôi. Đây là cái bộ châm phân của mình này. Đấy, nó không hề dính tí cặn nào vào cái bộ châm phân này nhé. Đây là hệ thống tưới từ cái đường ống này nó bơm lên đây. Mình tắt máy đi để quay cho mọi người nghe cho rõ vì máy nó kêu. Đây, thì đây là cái bộ châm phân mình lắp vào hệ thống tưới đây. Đây là đường ống nước tưới chính nó đi lên đây, thì mình lắp cái bộ châm phân ở đây. Nó đi theo cái hình chữ U như thế này. Khi mình khóa bớt cái van nước tưới chính này lại thì một nửa nó sẽ đi nước theo này, còn một nửa nó sẽ hướng ra cái hệ thống tưới này. Nó đi theo đây và nó tạo áp lực, nó mới hút cái này, cái vòi của phân này. Nó hút phân ở cái đường này lên. Cái đường dưới này. Đó. Nó hút lên đây. Nó ra vào đây thì nó nhập chung lại với nhau, nó hòa cùng với hệ thống tưới này, nó đi ra. Đấy. Cái phân của mình này, mình tưới cả 5 thùng thì gần như là cái cặn nó còn lại không đáng kể luôn. Đấy. Thùng. Đấy, cây nho của mình thì cái thời kỳ này ấy, đây, thời kỳ nó đang hoa như thế này, đây, những bông hoa này, mình nhìn này, hoa đây, hoa đây, hoa này, đấy, thì những lúc này ấy, nó đang cần rất là nhiều cái dinh dưỡng để nó nuôi cái hoa này và chuẩn bị nuôi quả, bông hoa này, đây, đây. Ngọn nó vươn rất là mạnh như này, đấy, thì lúc này á, mình phải cung cấp thêm cái dinh dưỡng cho nó. Cung cấp thêm dinh dưỡng cho nó này. Thì trước đây thì mình đã bón hữu cơ rất là nhiều nhé. Đây. Mình bón hữu cơ rất là nhiều ở bên dưới này rồi. Thì trước cái thời kỳ mà mình chuẩn bị cho nó ra hoa đấy. Thì bây giờ thì mình không cần bón thêm, bổ sung thêm hữu cơ nữa. Mà cái thời điểm này á, thì mình sẽ bổ sung thêm phân. Đây. Vườn nho mình đây nhé mọi người. Thì cái hoa này của mình là chuẩn bị tỉa được rồi. Khả năng chiều nay là mình phải tỉa này. Tỉa sẽ bỏ bớt hết ở dưới này đi, chỉ để lại đoạn ngắn này trên này thôi. Đấy, mình tỉa. Mình tỉa này. Này mình sẽ cho mọi người xem cái kho phân của mình nhé. Đây là cái kho phân mình dự trữ để trồng nho đấy. Thì những cái phân quan trọng như là cái phần này, đây là 16 16 16, có bổ sung thêm này mangan, tức là những cái trung lượng này, sắt, đồng, kẽm, bo này. Đó. Đây là cái phần của Nga, nó có cái biểu tượng giọt nước này, như là hệ thống dùng cho hệ thống tưới nhỏ giọt, nó sẽ tan hoàn toàn. Cái phần này ấy thì mình sẽ chỉ cung cấp vào cái dịp đây đang nuôi nuôi hoa và trái, thì mình có bổ sung thêm cái phần này nữa. Và đây là cái phân mình bổ sung thêm đây, vào trộn lẫn với cái phân kia để bón cung cấp cho cái nho thời kỳ đang mang hoa này. Đây là cái thành phần canxi của nó rất là nhiều. Thì cái cây nó đang mang hoa này nó cần cái lượng canxi nhiều để làm cái cành nhánh của nó rất là dai, nó rất là chắc. Khi mình tỉa, mình bẻ, mình uốn thì nó không có bị, tức là khi mình tỉa cành xong rồi ấy, còn để lại những cái bông hoa nào còn lại, cái cành nào còn lại đấy, thì mình uốn mình kẹp nó vào trong cành thì nó không có bị gãy nữa nhé. Thì kể cả những cái chùm hoa nó cũng rất là dai đó. Còn đây là những cái phân mà mình trong cái thời kỳ mà cây phân hóa mầm hoa mình dùng này. Đây là cái MKP này, cái phân hóa mầm hoa, và đây là cani trắng để cho cây, cung cấp cho cây cái giai đoạn mà trái nó chuẩn bị nó đi vào chín. Mình bón cái cani trắng này thì nó sẽ ngọt,
trái nó ngọt hơn. Đó kia. Và cái ngoài ra còn đây cái phân này thì phân này thì mình cái đạm đạm không luôn, thì cái này thì không phải là mình mua, mà cái này là mãi dùng không hết, là do bên bên ấy họ cho, bên phòng nông nghiệp họ cho, nên mình thôi cây nó hạn chế bón cái này lắm, nên bón cái nhất là nho mẫu đơn thì bón nhiều đạm quá lá nó sẽ bị xoăn, cho nên mình lại phải mua kèm rất là nhiều một cái loại phân mình trộn vào để dùng cái này, nhưng mà dùng mãi nó không hết. Bên hồn bên khuyến nông, bên nông nghiệp họ cho ấy, họ cho cả hàng tấn hơn tấn ấy, nhưng mà mình dùng mãi nó không hết, mình lại phải đem phối trộn mấy cái MKP này thì để mình bón, và phối trộn thêm cái này magie này đấy, thì để mình bón này, canxi nữa để mình bón đấy, nên là nó rất là nó khó, nên mình dùng mãi không hết, nó vẫn còn đầy ra. Thì còn mình có bổ sung thêm những phân đây này, phân đạm đạm cá cao cấp này. Đấy. Thì bà con cô bác mình có thể ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều loại phân có thể thay thế được. Nên nếu mà không mua được cái phân phân nó tưới hoàn toàn hòa tan này, thì bà con cô bác chịu khó pha ra chậu xô để múc phải tưới thôi. Đấy, nếu mà bà con cô bác trồng ít. Đây là giai đoạn mà trước kỳ hoa nở khoảng tầm 5 đến 7 ngày là mình phun. Tại vì sau mình sẽ tránh khi thời kỳ hoa nở thì mình không có phun thuốc nữa. Đây là cái loại này là trừ cho cái loại bọ trĩ nhóm trĩ cút này. Của công ty Syngenta này, đây là tập đoàn Gagosan. Cái này là trị loại sâu đục thân, đục quả, đục trái này. Còn cái này là chỉ dòng trị nấm, Amicitatop. Đấy. Thì thuốc của mình phun cho nho thì hoàn toàn là mình loại bỏ hết cái loại tem vàng, là cái nhóm độc 3, nhóm độc 2 là mình bỏ hoàn toàn. Trang trí này nhóm độc 4 này, nhóm độc 3 này. Cái này là gần như là cách ly có 1 ngày này. Còn cái loại này thì mình chỉ phun khi nó khi mà thu hoạch trái xong mà lại là hoặc là khi mà cây mình phun phòng cái cây nho mới nhú trồi nhú mầm lên đấy, là mình hay phun phòng loại này, mới nhú trồi nhú mầm loại này. Anchaco này, trái mà đã hơi to rồi ấy, thì mình không phun cái loại này nữa. Loại này nó là dạng thuốc VKP này, nó sẽ bám cái bột lên nên cái trái của mình rất là nâu, này nhìn rất là ghê luôn đấy. Còn cái loại Nativo này ấy, thì cái lúc mà thời kỳ cây đang thì hoa ấy, mình cũng né ra đừng có phun như vậy con nhé. Cái này là mình phun để phòng cho cây nho giữ dàn cành dàn lá đấy. Kết hợp với lại cái Anchaco này thì khá là tốt, giữ dàn cành dàn lá sau thu hoạch đấy. Để cho nó vào nó là phân hóa mầm hoa để chờ vụ sau để nó bị sâu bệnh ấy, thì rất là tốt. Nhưng thằng này mà Anchaco này ấy, mà kết hợp với cả Anchaco này mà phun lúc thời kỳ đang mang hoa mới nhú ra là nó rụt hoa lại đấy bà con ấy.